bạn có biết rằng trái tim chính là cơ quan quan trọng nhất của hệ tuần hoàn và nó đảm nhận nhiệm vụ duy trì sự sống cho cơ thể thông qua động mạch và tĩnh mạch, máu từ tim vận chuyển đến tất cả các cơ quan khác trong cơ thể và đó chính là mấu chốt để tiến đến quá trình lão hóa lành mạnh. Bạn chẳng cần làm gì nhiều để tăng cường sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Ví dụ, chỉ 30 phút cho việc tập luyện các bài tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày hoặc vài ngày trong tuần sẽ tác động tích cực đến hệ tim mạch. Một điều bạn cần lưu ý nữa, đó là việc ăn uống lành mạnh. Hãy bổ sung thêm dưỡng chất vào khẩu phần ăn của mình bằng cách ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo. Tất cả những thực phẩm kể trên là những thành phần chính cho một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Nếu bạn hơi thừa cân hay béo phì thì giảm cân có thể mang lại lợi ích lớn lao đến hệ tim mạch và cũng có tác động tích cực tương đương góp phần thực hiện quá trình lão hóa lành mạnh.